Kính chào quý vị khán thính giả của Việt TV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 23 tháng 7 năm 2021 và đây là chương trình Top News với Vũ Kiệm và Phạm Cơ. Để mở đầu chương trình Top News ngày hôm nay là bản tin liên quan tới lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo 2020 đã bắt đầu vào sáng sớm hôm nay. Thưa quý vị, sáng sớm hôm nay có nghĩa là giờ Houston, nhưng mà là buổi tối hôm nay ở bên thưa quý vị Tokyo, thủ đô của Nhật Bản. Lễ khai mạc Thế vận hội đã bắt đầu và đây là một cái lễ mà phải nói rằng là rất là bi thảm nhất trong lịch sử Thế vận hội. Vì sao? Các phái đoàn lực sĩ đều bị giảm bớt hết, không có được quyền đi nhiều. Rồi ngay trên khán đài cũng chỉ có 1.000 người thôi. 1.000 người khách mời đó, 800 là khách ngoại quốc, trong đó có bà Joe Biden, đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ. Còn những người còn lại là các quốc gia khác và chỉ có 100 quan khách từ thủ đô Nhật Bản. Trong đó có hoàng đế Nhật Bản đến chỉ có một mình mà thôi. Nói chung thì rất là ảm đạm, nhưng mà các lực sĩ thì đi rất là ít, bao nhiêu đều được ở lại. Bởi vì sao? Người ta tránh không có đi đông người và phải giữ khoảng cách ly, cho nên họ đi rất là rời rạc. Tuy vậy phải đây có nhiều điều thay đổi. Thứ nhất là người cầm cờ thì bây giờ đây họ bày đặt ra, họ kêu rằng nam nữ bình quyền, cho nên phải có hai người cầm cờ, một cái cán cờ hai người cầm trông rất là chướng mắt, nhưng mà người ta vẫn làm. Thứ hai là các cầu thủ mang cờ là đã được các bạn của mình tham gia để mà bầu lên. Nói chung thì tình hình tương đối rằng là đông đúc và tất cả đi theo cái thủ tục của ABC, theo cái thứ tự của ABC, mà ABC đây là ABC theo chữ của Nhật Bản, cho nên quý vị sẽ cảm thấy nó hơi lạ lùng. Đồng thời vào lúc cuối đoàn diễn hành, khi đó mới có Pháp và Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhật Bản là quốc gia tổ chức đi cuối cùng và Pháp và Hoa Kỳ là hai quốc gia, Pháp lần tới và Hoa Kỳ lần tới nữa, cho nên ba quốc gia này đi vào cái hàng chót ở trong cái cuộc diễn hành ngày hôm nay. Nói chung thì tình hình tương đối yên tĩnh và từ đầu Thế vận hội 13 tuần trước đây cho đến bây giờ, Thế vận hội chỉ có là 12 cầu thủ bị dương tính mà thôi, nhưng đó là do cái sự đề phòng hết sức là chặt chẽ của những cái người tổ chức Thế vận hội. Thưa quý vị, tối hôm nay quý vị sẽ có thể coi lại cái cuộc trình chiếu này do đài NBC chiếu ở trên các cái hệ thống NBC toàn quốc vào lúc 7 giờ rưỡi tối, dĩ nhiên là giờ địa phương của quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo là tin số đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã tăng vọt trong tuần trước. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vọt trong tuần trước khi biến thể Delta gây ra tình trạng gia tăng và các công ty vẫn tiếp tục đóng cửa một số hãng. Theo dữ liệu từ Bộ Lao động, trong bản phúc trình báo cáo ngày hôm qua, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã tăng từ 368.000 lên 419.000. Đây là lần thứ 3 trong 6 tuần. Nhìn chung, Bộ Lao động cho biết các con số cũng tuy có giảm dần so với lại mức cao của thời kỳ đầu tiên của đại dịch COVID, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình trong thời gian trước đại dịch. Theo số liệu mới nhất thì tổng cộng khoảng 12.5 triệu đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã được nộp, giảm từ khoảng 32.9 triệu đơn vào cùng thời điểm của năm ngoái. Và theo giới chức y tế, thì số lượng người thất nghiệp cao hơn là do biến thể Delta đã góp phần làm gia tăng số ca nhiễm trên khắp nước Mỹ. Số ca mới trong những tuần vừa qua đã tăng hơn 50%. Trong khi đó, thì quy định mới ở tại vùng Nam California, đặc biệt là quận Los Angeles, đã bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở trong nhà. Thưa quý vị, tình hình như thế là coi như không có được tốt đẹp lắm. Và trong một buổi người ta gọi là town hall meeting diễn ra ở tại Hoa Kỳ, phóng viên đã phỏng vấn Tổng thống Biden. Và buổi town hall meeting này nó rất là vắng người, vắng hơn một nửa người, rất là ảm đạm, nhưng mà cũng có một đoạn đối thoại rất là hay. Thứ nhất là một ông chủ tiệm hamburger đã than phiền không có nhân viên, không mướn được người làm. Bây giờ các tiệm ăn không hiểu tại sao rất là khó mướn được người. Các ngành khác thì tương đối mướn người còn dễ, nhưng mà tiệm ăn thì rất khó. Tổng thống Biden mới bảo ông ta thì tăng lương cho họ thế thôi. Ông này trả lời một cách hết sức là
sách mẽ, người muốn nói như vậy cũng được, nhưng mà lịch sử cũng nói cũng được. Ông trả lời rằng Joe, ông gọi tên thẳng, gọi một cách hết sức là thân mật, Joe, ông mất trí rồi ông ơi, phải chăng ông muốn chúng tôi tăng lương lên cho những cái người làm lương thì như vậy đó, lương cao thì làm phạt tăng cao, rồi một cái hamburger sẽ lên giá $50 một cái, ông chịu không? Nhưng mà tiệm chúng tôi chắc chắn phải đóng cửa. Đó là một trong những cái chuyện mà người ta nói đến hiện nay, và mọi người cho rằng đạt thất nghiệp gia tăng vì chính phủ vẫn còn trợ cấp thất nghiệp đến tháng 9. Ông Biden nói rằng là chính phủ sẽ tiếp tục trợ cấp tháng 9 cho đến hết tháng 9, ở khi đó người ta mới bỏ đi cái trợ cấp thất nghiệp. Và ông nhấn mạnh rằng người ta chưa chịu đi làm vì còn nhiều nơi khác muốn mướn họ, và tiệm ăn là cái nơi thấp nhất, cho nên người ta không đến tiệm ăn mà người ta đến ở những cái nơi khác. Đó là cái lý luận của ông Joe Biden, tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, và là cái người mà đảng Dân Chủ đưa ra để làm đại diện cho họ. Đảng Dân Chủ muốn có cái khuynh hướng là lấy phiếu của tất cả lực lượng lao động đông người mà đang ủng hộ họ, vì vậy cho nên họ muốn cho những người này được hưởng cái tiền thất nghiệp cho tới cuối tháng 9, rồi dầu sau đó thì sẽ tính lại. Và đó là cái lập trường, đó là cái lý luận mà nhiều người cho rằng như vậy, nhưng mà đúng hay sai thì khó mà có thể lường định được, tùy theo góc nhìn của người ta ở cái mức nào, thưa quý vị. Tiếp theo là tin những người vượt biên bất hợp pháp vào đất của tiểu bang Texas sẽ bị bắt và bị giam tại nhà tù của Texas về tội xâm phạm lãnh thổ của tiểu bang Texas. Theo lệnh thống đốc của Texas, ông Greg Abbott, một nhà tù ở Texas vùng biên giới, đó là nhà tù tại quận Valverde County, đã được cải biên để được chỉ giam giữ những người xâm phạm biên giới vào tiểu bang Texas một cách bất hợp pháp. Thì có nhắc lại, từ hồi tháng 5, tiểu bang Texas đã cho rằng nhiều người vượt biên bất hợp pháp đã xâm phạm biên giới của tiểu bang, cho nên những kẻ này sẽ bị bắt và sẽ bị giữ và đưa ra tòa chờ ngày xử án theo luật riêng của tiểu bang Texas. Thưa quý vị, đây là một trong những cái chuyện bất ngờ của tiểu bang Texas. Ở tiểu bang Texas vốn là chống đối cái việc di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, nhưng họ không làm gì được bởi vì đây là chủ trương của chính phủ liên bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Tuy vậy, tiểu bang Texas nó có một phần đất lớn nằm sát cái biên giới, và bây giờ đây họ lấy tư cách là người của tiểu bang Texas và luật lệ của tiểu bang Texas, họ áp dụng luật lệ tiểu bang Texas vào việc bắt những người di dân bất hợp pháp từ bên ngoài, lấy cớ rằng những người này đã đi vào trong đất Texas một cách bất hợp lệ và họ phải giam những người này rồi đuổi họ về, thay vì chính sách của chính phủ liên bang là những người dân di trú bất hợp pháp vào đất Mỹ sẽ được cứu xét về cái lý do rằng là tại sao họ vào đất Mỹ, và nếu được thì họ sẽ tiếp tục ở đất Mỹ. Trong khi mà chờ đợi sự cứu xét này thì họ thả những người này ra, và những người này ra sẽ chờ ngày ra tòa, và trong khi chờ ngày ra tòa thế thì 99% họ thường trốn biệt và không bao giờ trở lại. Tiểu bang Texas biết điều này và họ biết chính phủ liên bang làm như vậy, cho nên họ làm một cái lý do ngược lại, tức là họ lấy quyền của tiểu bang Texas và biên giới Hoa Kỳ cũng là biên giới của Texas với Mexico, cho nên họ làm cái điều này theo luật của tiểu bang Texas chứ họ không theo luật của liên bang. Liên bang có thể có những cái sự kiện tùng đối với tiểu bang Texas, họ có thể đưa vụ này ra tòa và có thể đưa đến tối cao pháp viện, đó là tùy theo cách hành xử của chính quyền liên bang và chính quyền tiểu bang trong cái vụ này, thưa quý vị. Bản tin kể là một bản tin liên quan đến các vụ tin tặc ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Sáng ngày hôm qua, đột nhiên Internet mất mạng khắp nơi, người ta không vào được Internet, các cái phi trường, các cái hãng hàng không, khách hàng mua vé không có vào được danh sách khách hàng, rất là khó khăn. Tuy nhiên, cái việc khó khăn đó nó chỉ diễn ra trong khoảng 1-2 tiếng đồng hồ và sau đó được tái lập trở lại. Hãng Akamai là một cái hãng chuyên lo về vấn đề này. Họ điều khiển và phân phối Internet, họ cho biết rằng đã có một cái sự trục trặc trong nhu liệu điện toán của họ, do đó mà họ khám phá ra tại sao lại xảy ra vụ này và họ giải quyết ngay tức khắc. Họ cho rằng cái chuyện mất mạng ngày hôm qua chỉ là một cái chuyện bình thường và nó diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, và họ nhấn mạnh rằng đây không phải là cái chuyện tin tặc
phá rối và đòi tiền chuộc mới được mở ra. Đây chỉ là một cái chuyện hư hao thường lệ mà thôi. Gần đây nhất đã có những cái chuyện tương tự, tức là tin tặc thứ nhất tấn công vào đường ống dẫn dầu của tiểu bang từ tiểu bang Texas lên đến miền Đông Bắc Hoa Kỳ, rồi đòi mở cửa ra đưa tiền chuộc cho họ thì họ mới tháo gỡ cái việc cấm này. Rồi đồng thời họ cũng tổ chức ra những cái vụ tấn công vào các cái chợ khắp nơi trên thế giới với một cái hệ thống internet, họ tấn công vào đó và các chợ không có hoạt động được bởi vì thiếu software điện toán, và vì vậy cho nên trục trặc diễn ra. Rồi họ cũng đòi tiền chuộc và có vẻ như rằng là người ta nhượng bộ bằng cách trả tiền chuộc cho họ, nhưng mà vấn đề này không được nói rõ ràng và không có nhiều chi tiết, cho nên khó mà nói về cái sự thành công của những cái người tấn công mạng này và cái sự mềm yếu hay là cái sự nhượng bộ của các chính phủ liên quan đến các cái nơi mà có những cái khu vực điện toán bị tấn công để đòi tiền chuộc này. Nhưng ngày hôm qua, sự suy yếu điện toán và trục trặc này chỉ là một việc bình thường về lý do kỹ thuật mà thôi, thưa quý vị. Tiếp theo là tin Israel trở thành quốc gia đầu tiên thử nghiệm loại vaccine chống COVID-19 nhưng với dạng uống, có tên là Oravax. Theo nhật báo Jerusalem Post, số đăng ngày 22 tháng 7 đã dẫn lời của giám đốc điều hành hãng dược Oramed Pharmaceutical, ông Cardon, cho biết Israel sắp trở thành quốc gia đầu tiên trên toàn thế giới thử nghiệm Oravax. Công nghệ của họ, bản tin tóm tắt cho biết là có thể được sử dụng để đưa vào theo đường uống một số liệu pháp dựa trên protein. Anh Phạm Cơ trình bày thêm những chi tiết quan trọng. Thưa quý vị, việc nhu liệu địa, việc mà thưa quý vị, vaccine COVID-19 lâu nay người ta vẫn có hai loại mRNA và loại thường theo cái kiểu cũ đã làm từ trước đến nay. Ít khi người ta dùng vaccine mà bằng đường, thưa quý vị, bằng đường tiêu hóa, tức là thuốc uống, bởi vì nó đã có rất là nhiều trục trặc do vấn đề trong ống tiêu hóa của chúng ta có rất là nhiều hóa chất có thể làm nguy hiểm và có thể làm suy yếu cũng như tan biến đi các cái loại thuốc uống đó, cho nên họ rất là ít khi xài. Đây là lần đầu tiên người ta có việc này. Hãng, thưa quý vị, hãng thuốc của bên phía Israel đã đưa ra cái loại thuốc này là thuốc uống và họ sẽ dự trù đưa cho 24 người mà thôi. 24 người đầu tiên sẽ uống cái thuốc này một viên hoặc là hai viên, rồi sau đó họ theo dõi và nếu thành công thì họ sẽ công bố thêm một cái lượt uống nữa vào khoảng vài ngàn người trở lên, rồi sau đó nếu thành công thì họ hy vọng rằng có thể đưa cho người khác uống nữa và uống một cách tự nguyện. Bởi vì sao? Cái thuốc này theo họ là nó có thể chống lại được với biến thể, các cái biến thể như là Alpha, Delta v.v. Cho nên vì họ xài tới 4 loại vaccine, 4 loại protein thay vì 2 loại như là Moderna và Pfizer, cho nên họ nghĩ rằng có hiệu quả hơn. Tuy nhiên đó chỉ là điều họ nghĩ và điều họ chứng minh thì mới chỉ bắt đầu bằng 24 người mà thôi. Cho nên cái câu chuyện này phải nói rằng là còn rất là xa và người ta phải chờ đợi một thời gian hơn nữa mới có kết quả về cái việc này, thưa quý vị. Bản tin kế là một bản tin liên quan đến một báo cáo y học mới nhất từ London. Báo cáo này cho biết rằng thuốc chủng lớn nhất bây giờ hiện nay là Moderna và Pfizer. Hai loại thuốc chủng này người ta vẫn thắc mắc, đồng ý là thuốc chủng nó chống được coronavirus, nhưng mà chống như thế nào, có thể chống được biểu thể Delta hay là không? Thì rõ ràng đây là một báo cáo từ một cái tờ báo ở New England, tức là một khu vực 6 tiểu bang ở miền Bắc của Hoa Kỳ. Tờ báo cáo này cho biết rằng là tất cả những người tiêm thuốc chủng đều đã được thử kháng thể một số lớn và họ nhận thấy rằng đối với Moderna và đối với Pfizer là hai loại thuốc chủng dùng mRNA thì hai loại này thưa quý vị ảnh hưởng rất là lớn đến variant Delta là 88% là ngăn được variant biến thể Delta. Trong lúc đó AstraZeneca về việc ngăn được biến thể Delta chỉ có 67% mà thôi. Và đối với biến thể Alpha là biến thể đầu tiên có ở nước Anh thì loại này lại càng tệ hơn nữa, nhưng mà rất là mạnh, nghĩa là thuốc chống nó có hiệu lực với cái loại biến thể Alpha này rất cao, 93.7,
Pfizer và Moderna và 34, gần 50% đối với biến thể Alpha. Tức là phải nói rằng biến thể Alpha không ra gì, biến thể Delta mới là cái điều quan trọng nhất hiện nay. Nhưng mà liệu rằng trong tương lai sẽ còn rất là nhiều biến thể nữa khác hơn, có thể có Lambda là một biến thể mà hiện nay người ta đang để ý đã xuất hiện tại Peru, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần đầu tiên của chương trình Top News. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài tin tức thương mại.